trình ra mắt sản phẩm EZ Vietnamese Series xin được chính thức bắt đầu. Cùng hướng mắt về vị trí mà EZ Vietnamese Series đang được phụ tâm thanh truyền tiếng mật kia để chúng ta cùng sẵn sàng chào đón một ngôi sao mới trong ngày hôm nay quý vị nhé. Và hãy cùng đếm ngược với Hàm Nhi và Ngọc Hân được không ạ? 5 4 3